Thì có hướng dẫn về những cái loại thuốc trong trường hợp nào bệnh lý viêm loét dạ dày thì mình sẽ dùng những loại thuốc ví dụ như là thuốc giảm tiết axit ha, hoặc là thuốc trung hòa axit, hoặc là thuốc để bảo vệ niêm mạc dạ dày. Và một trong những cái loại thực phẩm hàng ngày mà mình dùng để mà mình sử dụng để mà điều trị cái bệnh lý dạ dày đó là cái thực phẩm là nghệ ha. Nghệ từ lâu đời nó là một cái loại thực phẩm rồi, và nó còn là một cái vị thuốc mà rất là nổi tiếng trong dân gian của mình, và không phải là chỉ ở Việt Nam mình thôi mà cả thế giới người ta đã sử dụng nghệ rồi ha. Và một trong những cái gọi là cái tính chất, cái đặc điểm của cái nghệ, mà chính xác hơn là cái thành phần curcumin ở trong nghệ thì nó mới có cái tác dụng nha mọi người. Và cái đặc điểm nổi trội của cái curcumin đó là nó có cái tác dụng chống viêm và nó chống oxy hóa rất là tốt nha. Cho nên nó điều trị rất là nhiều bệnh luôn, chứ không phải là trong bệnh dạ dày không. Nó có thể là điều trị những cái phản ứng viêm như là viêm xương khớp, hoặc là những cái viêm viêm đường ruột ở vị trí khác nha mọi người. Và hôm nay thì bác sĩ Trí sẽ đi sâu trong cái lĩnh vực mà điều trị bệnh lý dạ dày ha. Đầu tiên mọi người nhớ cho bác sĩ Trí là bản thân cái curcumin ở trong củ nghệ nó mới là thành phần, nó có cái tác dụng trên bệnh lý dạ dày của mình, chứ không phải là cái bột nghệ nó có tác dụng nha. Và hôm qua bác sĩ Trí cũng có phân tích cho mọi người rồi, đó là việc mình dùng cái bột nghệ nó sẽ không có hiệu quả nhiều, tại vì nó sẽ tùy thuộc vào cái mỗi mỗi cái củ nghệ của mỗi vùng á, thì nó sẽ có những cái tác dụng khác nhau, cái hàm lượng curcumin nó khác nhau nha. Thì hôm qua thì mình cũng có bác sĩ Trí cũng cho mọi người thấy một số cái nghiên cứu á, người ta cho thấy là nghệ ở Tây Ninh, ở Đồng Nai thì có cái hàm lượng curcumin rất là cao, còn một số cái vùng khác á, thì là ví dụ như ở Gia Lai nhá, thì cái curcumin nó rất là thấp thôi ha. Rồi thì bác sĩ Trí cũng phân tích đó là cái bột nghệ thì mọi người dùng nó sẽ không có hiệu quả, cho nên đó là người ta nghiên cứu ra cái liệu pháp mà thứ nhất là cái công nghệ nano, cái thứ hai là cái liệu pháp nhóm trúng đích ha. Cái curcumin á, cái kích thước nó to quá cho nên là mọi người uống vào nó sẽ không hấp thu bao nhiêu, và mọi người phải người ta ứng dụng cái công nghệ nano tách nhỏ những phân tử curcumin á, thì lúc đó là nó sẽ hấp thu tốt hơn. Bên cạnh đó là cái liệu pháp nhắm trúng đích á, thì để bác sĩ Trí giải thích cho đơn giản cho mọi người hiểu. Liệu pháp nhắm trúng đích ở đây tức là khi mà mình uống cái curcumin vào á, khi mình uống nó vào thì nó chỉ tới được cái vị trí mà mình bị viêm loét thôi, nó chỉ tới tập trung tới cái vị trí viêm loét dạ dày thôi, chứ nó không có đi đến những cái vị trí khác trong cơ thể. Thì lúc đó nó tất cả các thuốc nó dồn vào, nó tác dụng tại một vị trí thì nó sẽ hiệu quả hơn ha. Đó là cái lý do vì sao mà mọi người dùng cái bột nghệ thường nó sẽ không có hiệu quả bao nhiêu. Nếu mà mình dùng bột nghệ của một số tỉnh mà có cái hàm lượng curcumin cao á, thì cũng có thể nó có hiệu quả, tuy nhiên nó không nhiều nha mọi người. Chúc mừng bạn đã xem hết video của bác sĩ Trí ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ các video mới nhất, bạn hãy nhấn đăng ký kênh của bác sĩ Trí ở hình tròn chính giữa. Bạn cũng có thể xem các video tiếp theo của bác sĩ Trí ở bên tay trái hoặc ở bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.